Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video clip của cửa hàng chuyên cần.com. Số điện thoại của bên em là 0902 759924 và số chính thức em dùng và có dùng cả Zalo là 0976 450089. Địa chỉ cửa hàng là tại 118 ấp Thị Hai, Hội An, chợ mới An Giang. Thì tối ngày hôm qua thì bên em có về thêm một cái lô cưa và một lô máy cắt cỏ. Thì sẵn hôm nay em sẽ quay giới thiệu cho quý khách hàng và anh em tham khảo xem nó có những gì dùng đó. Thì do cưa hàng bãi nó về cũng nhiều đợt, nhưng mà đa số là chỉ vòng vòng những cái mẫu cũng quen thuộc không á. Khoảng hơn một tuần trước, 10 bữa trước em cũng có về một lô cưa cũng khoảng mấy trăm cây ấy. Nhưng mà cái đợt đó do vội quá em không có quay được. Sáng hôm nay sáng giờ là trong cái đống mới về này em bán cũng đã khoảng hơn mười mấy phần trăm, 20% rồi ha. Em chia lại cho anh em thợ thì còn bao nhiêu thì em quay giới thiệu bấy nhiêu. Đợt này thì nó có về thêm các cỏ G2K nè, rồi Echo 260 và cái con Kawasaki TG2425, nhưng mà lúc sáng là em đã bán hết rồi. Bây giờ này chỉ còn máy cưa và một số con máy bơm nước mini thôi. Trong cái lô này đợt này em mua thì nó có khoảng 19-20 con máy bơm nước khung 4 thì nữa, nhưng mà do nó đầy xe em không có chở về hết nên còn gửi lại ở ngoài bãi. Nếu mà chuyến sau có về những con bơm đó mà có thời gian em sẽ quay giới thiệu thêm cho quý khách hàng và anh em cùng tham khảo. Rồi đây là cái lô cưa vừa về thì nói chung nó rất là nhiều mẫu luôn, đầy đủ hãng lắm. Thụy Điển, rồi Đức, Nhật, Mỹ, có những cái cưa Trung Quốc nội địa xuất Nhật nữa, rất là nhiều nên em không thể nào mà báo giá được hết model từng con. Hàng bãi về thì em cũng về hết cho quý khách hàng nào mà chưa rõ luôn là mình sẽ lấy lô về giống vậy nè, là chưa có dọn rửa từ bãi sau là nó về còn giống y như vậy hết. Thì trong đó thì nó sẽ có những con mà mình bán ra nó sẽ thấp hơn cái giá mình lấy, còn những con mà nó xét hay là gãy bể hư nặng quá là phải bỏ để làm phụ tùng hoặc là bán xác luôn. Có những con thì nó sẽ trên giá đó nên mình khi mà bán lẻ thì sẽ phân ra theo cái giá bán từng cái model máy, chứ không phải là chung một giá đó. Nhiều khi là em báo giá nguyên lô, nhiều quý khách không rõ lại vào hỏi là mua lẻ một con thì có được giá như vậy không, thì đương nhiên nó sẽ không được, tại vì nó bán lẻ thì nó tùy theo model máy thôi, hoặc là anh em thợ vào mua mẫu mua lựa thì cũng phân theo cái model máy mà cái giá nó sẽ khác nhau á. Thì lô cưa trứng rồi về khoảng 300 mấy chục cây á, em ở góc trong kia là nó còn khoảng chừng 100 mấy 200 cây nữa, rồi cái đống cưa là khoảng chừng 400 mấy 500 cây á, rất là nhiều. Rồi cái này em giới thiệu gốc bên đây trước, đây là những con Huana của Thụy Điển. Cái này em mới soạn sơ chưa có thời gian để sắp soạn ra hết, thì ở đây nó có hu 242 nè, 346, rồi mấy con này là hu 42, 136, hu 44. Hu thì nó vào trong cái đống này cũng ít thôi. Người quý khách hàng nếu cần thêm tham khảo như bản giá và hoặc là thông số kỹ thuật của mấy cái máy này thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại với em. Nhiều khi trên cái kênh YouTube em thích có theo dõi cái phần bình luận nên quý khách mà nhắn tin trong phần đó thì em sẽ không quay trả lời hết được, và có thể là thời gian sau một vài tuần em mới phát hiện ra cái tin nhắn rồi mới trả lời được. Nếu mình cần thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0976 450089, số chính thức có dùng Zalo luôn ạ. Và địa chỉ website là cửa hàng chuyên cần.com, trên đó là em cũng có đăng cũng khá là nhiều mẫu máy cơ bản, ví dụ cần cái hàng Huana hay là Shindewa, Echo, Estin vậy đó. Mình gõ cái tên hãng trước rồi tiếp đến là cái số model máy nó sẽ ra chi tiết, nếu mà em có đăng trên đó, còn không mình đăng cái cần cửa Estin hay Shindewa, mình gõ cái từ khóa của cái tên hàng máy đó là nó sẽ ra những cái mẫu máy mà em đăng. Tự nhiên là không thể nào mà đăng hết được tại vì nó rất là nhiều, và trong khi đó thì máy bãi nó về thì có khi là có con đẹp, có con vừa vừa, có con xấu, nó đủ giá hết. Nên nhiều khi là từ cái giá đó làm báo giá là cái con trung bình nó tương đối nó hay về á. Nhiều khi có con máy nó đẹp hay hoặc xấu hơn giá nó sẽ chênh lệch một vài trăm ngàn là chuyện bình thường đó. Vì có nhiều quý khách cũng thắc mắc là tại sao trong cái clip này hoặc clip trước em báo giá như vậy mà tới lúc bán cái con khác thì lại giá nó lại chênh lệch chút xíu, có thể nó thấp hơn, có thể nó cao hơn cũng không chừng, là tùy vào cái tình trạng của cái máy đó, do hàng bãi thôi.
Rồi chỗ đây là nó rất là nhiều. Bên đây là có mấy con G370, G340, dòng này là dòng hệ trong miền Nam. Trong miền Nam là sử dụng cái Echo, Shindewa với G Gepasso là nhiều á. Thời gian sau này thì cái hàng Shingu này lại mới nổi lên thêm đây. Dòng Shingu này bây giờ nó lại bán chạy hơn cả Shindewa. Rồi có tên 028. Con này là nó bị mắc cái áo gió rồi, con này là 026. Mắc áo gió trên nắp cả mắc boe luôn. Cưa Echo 302, những con này thì phù hợp để sử dụng cưa gia đình. Những con này nếu mà dòng nổ hoàn chỉnh thì giá nó tầm khoảng 1,6 triệu một cây. Dòng này thì nó dễ xài, dễ sửa, đồ phụ tùng cũng nhiều. Đặc biệt cái lửa nó, mình có thể độ gắn lửa của hàng máy cá cọ Echo, hoài máy cọ 260 mới. Lắp vào là chạy ngon lành, nên không sợ phần cái lửa. Đồ rất là dễ kiếm. Cưa tay cục Ryobi G361, G36, 35. Cao hơn là nó có G365, 401, 405. Ở đây có một con sắt đô ma. Con này cái mẫu nó cũng hơi đồ ngộ là lạ so với mấy anh kia. Con này, cái này là nó dính bụi dính dơ, chứ nếu mà con này rửa ra nó còn rất là đẹp luôn. Sắt đô ma 108. Con này trước giờ em làm cưa cũng nhiều nhưng mà hầu như là nó ít, rất là ít về. Chỉ có đợt này thấy con này. Sắt đô ma này cũng là thương hiệu của cưa của hàng Đức á. Sắt đô ma là ít tên hay là Solo, những con đó là nó con công ty nguồn gốc xuất xứ từ Đức. Còn mấy cái con mà như mà Moana nè, hoặc là những cái con Johnson, nó là những con đó là của Huy Điển á. Rồi đây có Ryobi 335, 336, dòng này cũng là dòng máy hệ đây. Echo 35. Cưa gờ tay cục. Những con này là đời máy cổ tí, được cái là nó khỏe, nhưng mà nguyên bản nó là xài vít lửa và cái nó xài cái vỏ bình xăng lốc nhôm. Những con này thì giá dòng nổ hoàn chỉnh thường sẽ dao động từ khoảng chừng 2,1 triệu tới 2,3 triệu thôi. Từ nổ hoàn chỉnh cũng ngon lành hết. Mấy con này phải làm kỹ mới được, nếu mà không làm kỹ thì cái phần bên á, bên điên nó là nó hay bị đờn lắm. Nó đờn giống như nổ chân 3 tầng đờn tầng, nó không có chạy vào hết công suất của nó được. Rồi cưa tay cục tay dài. Rất là nhiều. Rồi cái này em chỉ quay sơ nhanh cho quý khách, nếu mà mình thấy trùng hợp có cái mẫu nào mà mình đang muốn tìm kiếm á, hoặc là mình muốn đang tham khảo nó, thì có gì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em á. Em xin nhắc lại là số điện thoại chính em dùng là 0976 450089. Địa chỉ cửa hàng là tại Hội An, chợ Mới, An Giang. Cái chỗ em là nó nằm gần cuối huyện, nó giáp danh với bên Đồng Tháp rồi, nên số tài khoản nhiều khi cứ cũng thắc mắc là tại sao mà em ở An Giang là tài khoản bên Đồng Tháp, tại vì là nó gần giáp danh với nhau luôn. Chạy xuống cái đường tỉnh lộ này là xuống khoảng chừng 2 cây số nữa là nó qua Đồng Tháp rồi. Đi vô số 51 rồi, MC Golok Super 80. Đây một con Golok lên. Còn tầng kia có một con Shinowa 685 máy lớn, Shinowa 80. Đây có một con 044. Con này nó bị thiếu đồ nhiều quá, nó thiếu cả chập dịch và cái ốp lam luôn. Em quên giới thiệu, ở đây nó có một số con bơm nước mini đó. Rồi nó có đô bin 25 mà đô bin nhựa. Rồi Mitsu T170. Này cái kiểu nó giống như hàng nội địa Trung Quốc ở đây. Đô bin Eco 25 đó. Những cái mẫu này em cũng đang bán đầy đủ trên website cửa hàng chuyên cần.com này. Quý khách nếu mà cần thêm thông tin xin vô lòng vào website xem giùm em. Bây giờ mà nếu mà báo giá hoặc là nói thông số chi tiết từng con là một hồi là nó rối, nó lung tung lên hết. Đợt này thì cũng có về cả cọ, nhưng mà lúc sáng em đã giao cho anh em thợ lái hết rồi. Rồi trong đây có một số con nữa đó. Echo, rồi Shindewa nồng đỉnh, Shingu.
Rồi đây có một con Aten đời cổ này. Con này làm phần làm Latin nó cũng còn đẹp. Mấy con này thì đa số là cho anh em về mua về sưu tầm hoặc là để mình cưa khai thác, nhưng mà ưu điểm của nó là đời cổ, đa số nó sẽ dịch lửa và cầm mang vác nó rất là nặng. Thường là em bán những cái dòng này là cho anh em sưu tầm về là nhiều hơn. Trong đống xe hôm qua nó về có con Mitsu con xéo nữa nè, GM180, con này còn quá đẹp luôn ha. Đây hùng xăng còn đỏ tươi, cái dấu chày thì do là nó va chạm trong lúc vận chuyển thôi nè, chứ hùng xăng nó còn nguyên vẹn không bóp bở gì hết. Con này con xéo em xin báo giá bán lẻ con này luôn, là giá con này là 6 triệu chưa có gồm phí vận chuyển à. Con bơm tên là bà ba đó em đang chuẩn bị rửa để dọn giao cho khách lẻ rồi. Con 180 thì còn quá đẹp nữa, hộp xăng còn đỏ chót nữa. Ở đây thì có một con phát điện Honda 5.5 HP. Con này thì nó xài cái dynamo nó có 1.2 kg à. Này là cái cụ dynamo ngắn nó còn xài điện đi 110 ha. Đây nó có một cái đầu bơm nén rửa xe phun thuốc đây, cũng là đầu máy Honda 5.5 kg. Hai đầu máy nó còn rất là đẹp luôn. Máy nguyên về là em chưa có dọn rửa hết mà nó đã đẹp vậy, là cái này chỉ cần sạch rửa sạch một cái thôi là nó lên màu đẹp liền. Đây còn lốc còn kéo tinh nữa. Cái bộ rửa xe này nếu mà dòng rửa hoàn chỉnh cho nó hết thì giá nó cũng tầm khoảng 6 triệu một bộ. Rồi ít tin 041, tay cục tay dày. Rồi quý khách cứ xem tham khảo xem có mẫu nào mà mình cần tìm hay là quan tâm tới nó thì cứ liên hệ qua em, số điện thoại và Zalo là 0976 450089. Tại vì nó rất là nhiều đủ kiểu hết. Echo, Tin City, Wa, Komatsu, rồi Tanaka, Hitachi, đủ cỡ đủ loại hết. Trong đây là những cái con nó nên về dòng lâu trước nè. Đây trong đây là nó có 350 nhiều, 350, 406, 407 dài trở lên đó. Đây, trong đây có một con 360. Rồi, cái này là cái phần xăng phía trước cửa hàng em ơi. Còn ngoài giao kho thì nó cũng còn rất là nhiều những cái đợt máy từ những đợt trước nó về nhưng chưa có ra hết. Trong cái đợt trước mình cũng đã quay ở ngoài sau cho quý khách xem, cái này là em chưa có kịp dẹp ra ngoài sau. Ngoài sau thì đa số nó còn những cái mẫu máy cưa thì nó cũng giống như vậy thôi. Thì bây giờ em cứ soạn giao khách khi nào mà xong hết rồi nó ổn ổn thì em lại chuyển ra kho phía ngoài sau. Mà sao thì còn các cỏ Maru hoặc là Mitsu TNL, KTB 23, Maru 20-23 và Tanaka và Robin hợp cũng nhiều. Rồi có lẽ đến đây em xin phép tạm dừng cái video clip giới thiệu cái lô máy lần này tại đây. Cảm ơn quý khách hàng, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Một thông tin quý khách cần liên lạc để xin vui lòng liên hệ theo thông tin như trên bảng á. Rồi xin chào tất cả mọi người ạ.